Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay là một buổi chiều thật sự là nó cũng khá là đẹp rồi. Và mình với thằng bạn mình lại chuẩn bị những trò nghỉ ngu đó, đi lướng cá. Và cả trưa nay mình cũng đã ngủ dậy và chưa ăn cái gì cả. Định mệnh ngồi này khá là nguy hiểm nhưng mà không sao, mình sẽ quay cho anh em xem. Đây là cái đường nhà mình, giờ đang đi chợ cá các bạn. Ra chỗ chợ định mệnh, tao không hiểu sao các bạn. Chạm xăng này bán xăng có những cái thằng ngu như thế này. Đi ngu đéo chịu được anh em ạ. Cô ơi, có cá quả không cô? Thế con sẽ có cá gì để nướng được mà? Nướng rô phi à? Hay nướng rô phi? Tao không biết. Giờ đi đâu mua được? Đi đâu? Đi đâu mà? Ừ, cá chấm to trong nướng tít đêm cho mẹ ăn được cô à. Ôi. Đó là cá sổ nướng không à? Đâu xem làm sao? Trời ơi. Ý ông có cá không nhỉ? Thôi đi ra ông đi. Có nhanh không ạ? Cá sộp là cá gì cô? Cá quả. Cá quả ăn được không? Thì ăn cũng kiểu kiểu thế. Có to không cô? Có số đồng cô? Bây giờ bắt luôn không hả? Ờ, cô bắt đi. Cô xem bắt được cháu nào. Mấy cân? Mày mua mấy cân, cô bảo con đi, tao không có bắt. Thôi, đi ra đi ông. Ra đi ông. Ra đi đây. À, có cá rô phi không cô nhỉ? Là cá rô phi đấy ạ. À, lọc cho vậy. Ta đi ra tận chợ đầu mối Long Biên không mua được ạ. Ai mà bày? Dạ. Sao mày không ra mày đi chợ không mua? Ra đâu ạ? À? Ra đâu? Ra đi chợ à? Mua mấy con? À, đâu ạ? À? Cô lọc cho hai con đi. Ờ, đi chợ. Ờ, đấy thì bảo mày đi xem là mày mua. Ủa rồi. To vậy. Ơ cô ơi, con này nướng ướp những gì cô? Sau một thời gian hiểu chuẩn bị thì bây giờ bọn mình có được lưới cá đó các bạn ạ. Đây là trên tầng 3 cạnh phòng mình luôn đấy. Đây là phòng mình đây. Nướng ở ngoài này nó thoáng nên là cũng khá là ok thôi. Đấy, cá nướng đây. Mình sẽ cho anh em cái này, nó tay cầm thì nó phải điều khiển đấy, các bạn thông cảm nhé. Đấy, cá đây. Đây là cá sú phi ướp gừng nghệ xả. Qua lời chỉ bảo gia truyền của bác bán cá thì bây giờ nó thành như này. Có cá sa tế nữa, cho cá khá sa tế, sợ cay quá. Đây là cái bếp nướng mua với giá 250k của thằng bạn mình, bán cho mình với giá ưu đãi. Khổ nạn vậy cứt. Than này với cồn này mua ở quán Vịt Cỏ Vân Đình. À không phải, Vịt Cỏ đấy gì nhỉ? Ừ, đúng rồi, ra đây mua giời ơi, chị chả đó nhiệt tình lắm. Tiền ra lấy ít hàng tồn kho. Này đơn giản các bạn ạ, chỉ có cồn với cả than thôi. Cái điên mẹ cho than, đào đều than ha. Đợi một lúc này nó cháy nhanh lắm mà. Mua thêm cả hai lọ cồn bổ sung nữa các bạn, nên là thoải mái. Ở trong này nó thoáng nên là bọn mình nướng ở trên đây nó không bị ám mùi. Đấy, cho anh em xem một vòng nhé. Bình thường này bọn mình phơi quần áo ở trên đây. Hôm nay trưng dụng luôn. Bên cạnh này là một cái nhà trọ sinh viên khá là cao. Ở dưới này thì đất của nhà bác bên cạnh, bác ấy trồng rau với cả cái thứ nữa. Nhìn cũng khá là thích. Trong thời gian chờ than, mình sẽ cho các bạn xem cái phòng của mình. Cũng giới thiệu luôn cho anh em bộ PC. Rất nhiều bạn cứ bỏ mình quay đi. Đây, phòng mình đây. Bây giờ có cái con quái vật kia nữa thì nhìn cô sặc sỡ sắc màu rất là nhiều. Đây, quay cận cảnh các bạn luôn này. Buổi tối nó mới đẹp cơ các bạn ạ. Nó chạy có 8 cái quạt. Đây, trên này là 6 cái, dưới này là 2 cái. Hay là máy nó cũng thoải mái thôi. Hai cái tản nhiệt nước của CPU với cả là của cả màn hình nữa. Nên là các bạn chạy thoải mái à, live stream cả ngày cái thứ không sao đâu. Nó không ảnh hưởng gì nhiều đâu. Rất là đẹp. Con cạc này là một không trong công ty. RAM thì 64GB. Thề định mạnh nhìn như đồ chơi công nghệ luôn. Màu sắc gọi là tung rời. Đấy.
nhìn nó giống Ducati. Đây là cái vỏ máy Ducati, nó có một cái bọc màu da cam ở đây nữa cơ, nhưng mà mình đang cho đi sơn lại thành màu đỏ cho đẹp. Đấy anh em thấy không, phòng mình nó vẫn đơn sơ giản dị như những ngày đầu thôi, chả có cái gì cả. Cái bàn này thì hiện tại mình đang trưng dụng lại, chứ cái bàn mình đặt để nút bạc nút vàng nó vẫn chưa về. Dùng cả tuổi thanh xuân thì làm cái bếp khó các bạn ạ, định mệnh thổi từ nãy giờ nó mới cháy như thế này. Thôi mình nướng luôn đi, sao sắp tối rồi. Đây mình sẽ, mình có hai cái vị to vị nhỏ đây. Và cái món mà mình hy vọng nhất đó là món cá khô. Cái này là cá chỉ vàng các bạn ạ. Đây không phải tẩm ướp gì, cứ thế nướng thôi. Đấy. Nhưng mà chơi nướng cá kia mình sẽ dùng cái vị to này. Còn vị nhỏ sẽ để nướng cá khô đi. Đấy, luôn luôn về chiều đường thoát cho mình thì có cái ăn anh em. Đấy. Thịt mạnh nó hơi mùi gì đấy, mùi sa tế nó không hợp mình lắm này, nhiều xáo quá. Nướng trước hai miếng thôi nhá. Đặt là đầu ra rồi thịt trước, cho thịt trước. Đấy và do là không thể kèm món ăn kèm được, cá khô là chữa. Cái này mà bạn nào uống bia ăn nhậu nhiều sẽ biết. Có một lần mình sang anh Trung Tô ấy, là mình anh Kiên này, anh Trung Tô này, với cả anh Tân Bún Đậu ấy, mấy anh em mà ra quán bia xong nó gọi một đĩa cá chỉ vàng, ui đi mạnh mình ngồi mình phá mồi với chửa ăn ngon kinh. Hôm nay bắt buộc là phải thử thôi. Rồi ui trời ơi, để nhẹ đường cao hơi bé. Đấy, để cái này đi. Cái nào nó thấp không nhỉ? Đấy, tình thỏa này cũng sướng em ạ. Đây là cá chỉ vàng đấy, một mình nướng xong nó chín rất là nhanh các bạn ạ. Nó mỏng lắm, ăn rất là ngon. Đây bạn nhỉ, bạn xé rồi nhá. Đây. Cái này mà giữa ông làm không ạ? Uống nó bia, uống nó cực ngon, mà mình chỉ uống với coca với béo thôi. Ngọt lắm. Và anh em để gọi bạn bè đến mà luôn biết nướng này ít than đó, ngồi ra ra này vui biết. Mà cố bạn thằng ta phim hãy ở cả cách than trước rồi, nên bây giờ đi là mình phải nơi tránh một chút ở bên ngoài bởi vì nó mỏng quá. Đó. Tao nghĩ được rồi đấy. Ủa. Nó còn dính luôn. Vãi trưởng. À đi mình phải đẩy xuống này này. Mà nó mềm lắm. Mình phải để giòn. Sao như ta mày đuối quá rồi. Phải để giòn cơ. Chín rồi nhưng mà để giòn cơ. Mềm lắm, ăn được. Ăn ngon lắm nha. Đây anh thử rồi, đưa cảm ơn. Mình thì không ai ăn được cá đâu. Đặc biệt là cá luộc ấy, để không ăn được. Là ăn này ngon lắm ạ. Nó có cái vị gì ấy. Bốc tay luôn. Có dân dã. Và bây giờ mình sẽ ăn thử theo kiểu cuốn các bạn nhá. Mình xem thì ở trên thì YouTube hay là TV cũng rất nhiều người ăn thử theo kiểu này. Hôm nay mình cũng test thử xem như thế nào. Cá nướng hải hoa anh em ấy, định mệnh hôm nay chơi trộn luôn. Vừa ăn có đỡ đói, vừa ăn có clip quay. Rồi. Rau xà lách này, dưa chuột này, mình chan nó như này thôi, mình không ăn là lá thơm mà, ui, nóng quá.
rất đơn giản luôn. Nó quá quá. Thầy phải chơi hai cái rồi. Ê, thì mình chỉ ăn được cắn nó ngọt, người bạn tỏi ớt luôn. Ui nóng ấy, vừa nướng xong mà. Cùng ăn luôn. Thử đây. Nó lắm các bạn. Cho nhiều cá mà ăn hơi sướng. Mày phải giải đều cái phở luôn. Đấy tao là cho muỗng giữa. Nên tao cho miếng hết luôn. Địch mệnh thằng này lấy nhiều cá quá. Thử đây. Nhiều chứ. Dưa chuột. Mày kêu mày lấy hai cái. Nó ai bị bung lắm, cái này mỏng quá. Hai cái mà. Hai cái là phở cuốn này. Thử hai cái. Thôi chưa? Ngồi rồi. Khá nóng luôn. Mình sẽ thử. Địch mày nhìn như nó như nhớ như thật đụt các bạn ạ. Thử đây. Nóng luôn. Ngon đúng không? Thế luôn đi quay đây là nào thành công nhất của mình ấy. Rất là ngon. Các bạn nào thử đây mình nói thật luôn, các bạn chỉ cần ướp nhá, sa tế nhá, xả này. Với cả là gừng này. Các bạn cho thêm ít bột canh đi mì chính nữa, các bạn bóp vào thôi. Xong rồi cứ đi nướng. Các bạn ăn không được mà ăn cuốn như này càng ngon này. Con cuốn này nó không bị ngán. Được không? Đấy. Nói chung là hôm nay là cũng khá là ok. Vào buổi chiều lộng gió, định mệnh hai thằng đi khắp vào lộng mua cá quả mua được. Lại quay trở lại một cá rô phi. Hay bên này chỗ này với cả cá chỉ vàng nữa. Từ đó bọn mình sẽ nướng nốt. Thôi cả clip này mình cũng dừng ở đây thôi nhá. Thôi các bạn theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Các bạn muốn mình làm một clip về đời sống về cái gì hay là món ăn gì hãy comment ở phía dưới. Mình sẽ xem cái nào phù hợp với mình thì mình làm tiếp. Bye bye anh em.